Sau 3 ngày diễn ra, Giải Thể thao Truyền thống Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 23 năm 2022 nhằm chào mừng kỷ niệm 68 năm thành lập Đảng bộ khối đã thành công tốt đẹp. Giải năm nay thu hút hơn 400 vận động viên đến từ 54 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia tranh tài ở 4 môn thi đấu là cầu lông, cờ tướng, bóng bàn và quần vợt. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân và các đoàn vận động viên đạt thành tích cao ở 22 nội dung thi đấu.